bà đến với ông Nguyễn Sinh Sắc, một tổ hợp trò nghèo mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Lấy chồng, bà trở thành người vợ đảm đang. Trong gian nhà tranh giản dị mà bố mẹ cho, bà đã cùng chồng hưởng những năm tháng hạnh phúc. Ngày ngày ngoài công việc đồng áng, tối tối bà lại bận rộn bếp khúc củi để kiếm tiền nuôi chồng con. Rồi cũng trong căn nhà này, ba người con lần lượt ra đời. Ngày 19 tháng 5 năm 1890, giữa mùa sen bát ngát hương thơm, người con thứ ba cất tiếng ốc chào đời trên chiếc giường tre đơn sơ. Đó là cậu bé Nguyễn Sinh Công. Những năm tháng tuổi thơ ở quê nhà cũng lớn lên trong tình yêu thương của cả nhà, trong những câu hát lời ru ngọt ngào của mẹ bên cánh võng tre, các tiếng đua thoi hàng đêm. Năm 1895, để giúp chồng tiếp tục con đường khoa cử khi mà học bổng không đủ cho cuộc sống eo hẹp, bà đã cùng chồng đưa hai con vào Huế giúp chồng ôn thi. Một buổi sáng mùa hè, khi sương còn vương trên ngọn cỏ, bà lưu luyến tạm biệt mẹ già, con dại. Mẹ ơi, mẹ gắng giữ gìn sức khỏe tốt cho chúng con về mẹ nha. Quay sang con gái, lúc đó chỉ mới hơn 10 tuổi, bà ôm cô vào lòng. Con ơi, con thay mẹ chăm sóc bà ngoại nghe con. Ra khỏi cổng, bà không dám ngoảnh lại vì bà biết phía sau là người mẹ già mắc mờ chân trần và người con gái đang tuổi ăn tuổi lớn, đang ngóng theo với những giọt nước mắt nhạt nhòa. Con đường vào Huế trập trùng với đôi con gái trên vai. Một đầu là cậu bé Cung, lúc đó chỉ mới 5 tuổi. Đầu kia là Gạo, là gia tài mang theo. Vào Huế, nơi đất khách quê người, bà đã tảo tần với chiếc khúc cửi để kiếm tiền nuôi chồng, ăn học. Dù vất vả, khó nhọc, nhưng bà vẫn cố gắng để chồng yên tâm học hành. Thế rồi bà sinh người con thứ tư. Dù chỉ mới sinh con, bà đã phải dậy làm việc. Vất vả, khó nhọc, bà mang bệnh nặng. Vào một buổi chiều cuối đông, bà gọi Nguyễn Sinh Công lại và bảo: Công ơi, con đi mua cơm về lớn cho em, mẹ mệt lắm rồi. Cậu bé vội đi ngay, và rồi khi về đến nhà thì... Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ! Mặc cậu bé gào khóc, bà nằm im, một tay ôm cậu bé xin nâng khóc ngặt nghẽo vì khát sữa. Bà đã lặng lẽ ra đi vào ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tí. Khi đó cả kinh thành đang nô nức chuẩn bị đón Tết, bà mới 33 tuổi. Cuộc đời ngắn ngủi của bà là tấm gương sáng ngời điển hình cho người phụ nữ Việt Nam. Bà là người mẹ vĩ đại đã có công sinh thành, nuôi dưỡng một tâm hồn nhân cách cao đẹp. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã giảng dạy cho dân tộc ta. Thank you.
đèn nắng khi vào bờ gánh sáng.